Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 10 tổ chức kỳ họp thứ 13 kỳ họp chuyên đề. Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cùng các Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Trần Phước Sơn và Nguyễn Thị Anh Thi đồng chủ tọa kỳ họp. Dự kỳ họp có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng, Nguyễn Văn Quảng, cùng dự có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Trinh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng. Các đại biểu đã thống nhất thông qua kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng bầu. Theo đó, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm vào kỳ họp thường lệ cuối năm 2023. Hội đồng nhân dân thành phố cũng đã bàn bạc thảo luận, cho ý kiến và thông qua 8 tờ trình và dự thảo nghị quyết bao gồm tờ trình về việc kinh phí thực hiện công tác quản lý, vận hành trạm xử lý nước thải Ngũ Hành Sơn và Sơn Trà giai đoạn 1 trong thời gian 5 năm, Tờ trình về chủ trương đầu tư dự án hiện đại hóa trung tâm chỉ huy kết hợp hệ thống camera phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự giao thông và các phần mềm quản lý thông minh giai đoạn 1. Tờ trình về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng hệ thống giám sát điều khiển giao thông thông minh tại thành phố Đà Nẵng. Tờ trình về chủ trương đầu tư dự án cải tạo hệ thống thoát nước và hạ ngầm các thông tin điện chiếu sáng trên tuyến đường Hùng Vương và đường Lý Thái Tổ Tờ trình về việc quyết định đồ án quy hoạch phân khu sinh thái phía Tây, khu vực phường Hòa Hiệp Bắc, tỷ lệ 1 trên 2 ngàn. Tờ trình bà dự thảo nghị quyết quy định mức lập dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tờ trình bà dự thảo nghị quyết quy định mức chi đảm bảo công tác kiểm tra xử lý, trà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố tờ trình và dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đào tạo văn bằng đại học thứ hai ngành luật đối với cán bộ công chức viên chức thành phố đà nẵng phát biểu bế mạc kỳ họp phó bí thư thường trực thành ủy chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố lương nguyễn minh triết nhấn mạnh các tờ trình và dự thảo nghị quyết về các chủ trương chính sách quan trọng được thảo luận và thông qua tại kỳ họp lần này là căn cứ pháp lý để ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục triển khai thực hiện góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong thời gian đến ủy ban nhân dân thành phố các ngành chức năng cần sớm cụ thể hóa các nghị quyết của hội đồng nhân dân thành phố để tổ chức triển khai đưa chính sách đi vào cuộc sống chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố lưu ý từ đây đến cuối năm không còn dài ủy ban nhân dân thành phố sớm chủ động đề xuất các nội dung nhiệm vụ tại kỳ họp hội đồng nhân dân thành phố thường lệ cuối năm đúng theo yêu cầu đảm bảo thời gian nhất là việc cung cấp tài liệu để đại biểu các ban hội đồng nhân dân thành phố thẩm tra nghiên cứu để phục vụ cho kỳ họp chất lượng